gạo miễn phí này đã hoạt động được 2 ngày và đã phát hơn 2 tấn gạo cho hơn 1.000 người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dự kiến thì chiếc máy này sẽ hoạt động đến hết dịch Covid-19. Khi mà có người tới phát á, thì máy của mình sẽ có cảm biến chuyển động và nó sẽ báo vô cái app của điện thoại của mình. Thì người mà trực sẽ kiểm tra coi người đó có nhận trước đó hay chưa, hoặc là những người đó có nhìn có vẻ khá giả hay không. Theo anh Tuấn Anh, chiếc máy này luôn có camera ghi lại hình ảnh và loa phát thông báo quy định khi nhận gạo nhằm nhắc nhở và giảm tình trạng tập trung đông người, hạn chế tiếp xúc với nhau để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Thông thường thì chúng ta chỉ nghe nói đến máy ATM dùng để rút tiền, nhưng bên cạnh tôi là một chiếc máy ATM dùng để rút gạo. Chiếc máy này hoạt động 24/24 nhằm để chia sẻ bớt phần nào khó khăn đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt trong mùa dịch Covid-19 này. Máy ATM phát gạo này được đặt tại số 204 đường Vườn Lài, quận Tân Phú, vừa mới được đưa vào hoạt động từ hôm qua. Máy được cấu tạo gồm một nút bấm kết nối với một van tự động và một thùng chứa gạo. Khi một người tới nhấn nút, gạo sẽ tự động chạy ra từ trong thùng chứa. Mỗi một lần lấy được khoảng 1,5kg gạo. Và bên trên luôn có một đội ngũ thường xuyên cho gạo vào thùng để phục vụ người nhận 24/24. Điều đáng nói, máy còn có hệ thống giúp giám sát khi có người đến nhận gạo. Khi mà có người tới phát á, thì máy của mình sẽ có cảm biến chuyển động và nó sẽ báo vô cái app của điện thoại của mình. Thì người mà trực sẽ kiểm tra coi người đó có nhận trước đó hay chưa, hoặc là những người đó có nhìn có vẻ khá giả hay không. Theo anh Tuấn Anh, chiếc máy này luôn có camera ghi lại hình ảnh và loa phát thông báo quy định khi nhận gạo nhằm nhắc nhở và giảm tình trạng tập trung đông người, hạn chế tiếp xúc với nhau để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Máy ATM phát gạo miễn phí này đã hoạt động được 2 ngày và đã phát hơn 2 tấn gạo cho hơn 1.000 người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dự kiến thì chiếc máy này sẽ hoạt động đến hết dịch Covid-19.